Đây là vườn mít Thái trên 3 năm tuổi, cây cao từ 3 đến 6 mét nha bà con. Hiện tại chúng tôi đang test thực tế cái súng phun xương cao áp Takeo TK3X. Bà con xem là máy có thể xịt lên tới được ngọn cây hay không và độ xương mịn ra như thế nào. Rất là tuyệt vời.